Như các em đã biết, nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Mặc dù nó rất là nhỏ, kích thước nó vô cùng nhỏ bé, tuy nhiên, ngày nay các nhà khoa học đã xác định được kích thước và khối lượng của tất cả các hạt tạo nên nguyên tử, cũng như là kích thước và khối lượng của các nguyên tử. Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau thì sẽ có kích thước và khối lượng khác nhau. Trước đó là có rất là nhiều cái mô hình cấu tạo nguyên tử. Bây giờ chúng ta hãy xem như nguyên tử là như một quả cầu, trong đó các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân. Thì cái nguyên tử nó giống như quả cầu đó, là nó sẽ có đường kính vào khoảng 10 mũ trừ 10 mét. Mà cái 10 mũ trừ 10 mét thì các em tưởng tượng là kích thước này quá bé đúng không? Cho nên để biểu thị kích thước của nguyên tử thì người ta sẽ đổi đơn vị mét đó sang đơn vị nanomet hoặc là đơn vị angstrom. Chúng ta có là 1 nanomet là bằng 10 mũ trừ 9 mét và 1 angstrom là bằng 10 mũ trừ 10 mét. Như vậy là 1 nanomet nó sẽ bằng 10 angstrom. Orbit around the proton. Trong tất cả các nguyên tử thì nguyên tử hydro state, là nguyên tử có cấu tạo đơn giản nhất Bohr radius. Và nó cũng là nguyên tử có bán kính nhỏ this nhất. Image is inaccurate bán for kính của nguyên reasons. Tử hydro vào khoảng là 0,053 nanomet. Đường kính của nguyên tử đã rất là nhỏ rồi, là khoảng 10 mũ trừ 10 mét. Mà các con biết là cấu tạo của nguyên tử là gồm lớp vỏ và hạt nhân. Và cái lớp vỏ là gồm các electron, và electron chuyển động xung quanh hạt nhân trong không gian rỗng của nguyên tử. Do đó mà cái đường kính của hạt nhân nó sẽ còn nhỏ hơn đường kính của nguyên tử. Đường kính hạt nhân nó vào khoảng 10 mũ trừ 5 nanomet. Có nghĩa là đường kính của nguyên tử nó gấp khoảng 10.000 lần đường kính hạt nhân. Mà hạt nhân là được cấu tạo từ các hạt proton và neutron, do đó chắc chắn là đường kính của các hạt proton cũng như là neutron cũng như là electron nó còn nhỏ hơn rất nhiều. Thì người ta xác định rằng đường kính của các hạt electron và của các hạt proton nó khoảng 10 mũ trừ 8 nanomet.